Đây ạ, đây là những kiệt tác cho các bác đấy ạ. Đấy, các bác nhìn đây trước các mắt, đây là một gọi là một lô đồng hồ mạ vàng 24K. Nó do cái ánh sáng ở ngoài vào nên là các bác không nhìn thấy cái màu vàng của nó trong đây. Khi xuống gần các bác sẽ biết. Đây, khi em sẽ quay lệch cái hướng đi thì các bác sẽ nhìn thấy cái màu vàng của nó. À, đây là đồng hồ Bilang được mạ vàng 24K. À, hàng thì tất cả đều như nhau nên là các bác yên tâm, không phải chọn con nọ con kia. À, hôm qua lúc đầu em có test đấy, em có test cho các bác là một số bác bảo tôi sẽ lấy cái con nó vẫn còn dính băng dính này, không phải tẩy, về tôi lau thì báo cáo các bác là hàng em cũng không tẩy nữa nhá, em để nguyên cho các bác. Nhưng về các bác chú ý là lấy cái băng tẩy, cái băng dính này này, các bác đừng dùng bác đừng dùng xăng thơm nhé, bác dùng dầu hỏa cho em nhé, dấp tí dầu hỏa nó sẽ mềm là lau nó ra, chứ đừng dùng xăng thơm, các bác tẩy là mất hết vàng 24K đấy ạ. Được chưa? Đấy, đây con nào cũng đẹp như con nào luôn, con nào cũng đẹp như con nào. Em đang thử hai con cho nó chạy cho các bác thôi. Tất cả cái này nó liên quan đến muốn chạy được thì các bác phải đánh cái thăng bằng này cho nó để con bi nó lăn thoải mái, và đến đây nó có tốc độ để nó có một cái lực đẩy nhất định thì nó mới đánh được cái cần gà kia, nó mới chuyển có đồng hồ nó hoạt động nhờ con bi đấy. Đấy thì đây các bác ạ, tất cả nhá đều size có kích thước như nhau, kích thước như nhau chiếc bi lăng. À, những chiếc đồng hồ Bilang này có mức giá là 22 triệu. 22 triệu. Còn những cái này em để nguyên, không bóc nữa. Bóc thì để về các bác kê bóc nhé. Tất cả đều hoạt động bình thường hết. Em đã kê vào cho các bác rồi, nghĩ là lại quay lại cho các bác. Vì nhiều bác nghĩ con nào cũng như con nào ạ. Em phải kê như này đấy, em kê như này cho các bác đi nó mới chắc chắn đấy. Phải kê như này nhé. Đi nó mới chắc chắn được. Đấy. Còn hôm nay có còn riêng con này thì báo cáo các bác là con này thì em để dùng rồi, con này là đế của nó rồi, nó khác năm con này nhé, nó khác năm con này, khác năm sáu con này, là những con này thì nó cái bệ nó cao hơn, nhưng con này thì bệ nó thấp hơn. Nhưng con này thì logo nó dập phía trước đấy, logo nó dập phía trước 1816 nó 21. Con này thì cao tiền, nhưng con chưa lau đâu, chưa lau dọn gì đâu, cao tiền thì những con này, còn những con này 22 triệu, những con này 23 triệu. Thôi em phải để lại một con dùng. À, hôm qua có nhiều bác đây, có nhiều bác mặc cả. Em nói thật với các bác là giá này các bác mặc cả, nhưng cuối cùng đấy một số bác mặc cả có mua được con nào đâu bác. Giờ tranh nhau, bây giờ về tranh nhau. Có những bác còn bây giờ biết bắt đầu lỡ rồi, bắt đầu giả nhá. Em nói thật nha, ví dụ con này là bác A mua rồi giả đấy, giả thêm tiền để phá giá đi. Bởi vì là quay lại thì đi tìm hiểu lại thì trên các kênh, các diễn đàn này họ báo nó có rẻ đâu. Nó có rẻ đâu. Đây này, em mở cái Zalo hôm qua có một bác, các bác chụp lại em nói luôn không sai mà. Đây. Đây ạ. Bi lăng được chưa? Đồng hồ bi sàn đây ạ. Có nhìn thấy chưa? 26 triệu cơ ạ. Nó 26 triệu bác ạ, chứ nó không có chuyện 22 triệu ạ. Bắt đầu đi đấy. Đấy là em mở Zalo á, bình luận với nhau á. Nó bắt đầu phát hiện, nó bắt đầu mới giả thêm tiền. Những con này tất cả những ai đã đặt hàng, em chốt đơn mà đặt tiền cho em đều để giả lại hàng cho bác, chứ em không tham lấy 2 triệu để em phá đơn của bác, các bác yên tâm. Em quay ở đây chẳng qua em quay để cho các bác là so sánh là à không, ông Tuấn ông gửi cho tôi con đẹp hơn con đó, giống hệt nhau các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn hết nên bác yên tâm. Được chưa? À, không để bảo con nọ con kia. Ô, có nhiều bác đấy biết chứ, cái trị giá bây giờ đấy, cái kênh ấy bây giờ bác gõ nó ra luôn mà, ở Hà Nội họ bán toàn 26 triệu thôi, 26 triệu các bác ạ, 26 triệu đấy. 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 Con em vừa cho các bác xem nó là con này đấy. Tất cả máy móc thì nó như nhau nhá, tất cả máy móc nó như nhau, nó chỉ khác cái đế này thôi. Khác đúng cái đế này. Đấy. Khác cái đế này thôi. Nhưng mà đúng thật thì khi em lấy cái lô hàng này về thì em thấy con này nó chênh giá hơn, thế thôi, nó chỉ chênh giá hơn 1 triệu so với con khác thôi. Em để con này em chơi mà, em để con này em chơi. Bởi vì là cứ bán hết thì cũng hết mất, chả có hàng kiếm đâu, không có đâu các bạn. Bác nào có giả em 50 triệu em chịu, chứ không phải 20 triệu. Nói chung chả bác điên là bác giả 50 triệu. 50 triệu bác lấy dưới kia người ta bán 26 triệu có rồi. Nhưng nói tóm lại là có giả thêm em tiền nữa em chịu. Con này so con này cái mặt này này,
nó made in phong xe hay cái gì, nó ghi chữ phong xe này phía trước này này, nó cao hơn những con này 1 triệu. Còn em không biết nó cao, giá nó đắt ở đâu, cái Nivo nó sản xuất nó khác luôn, em không biết đâu, em nhập về thì nó con này riêng con này giá nó cao hơn 1 triệu đấy, riêng nó cao hơn 1 triệu, nó chỉ khác một số chi tiết, nó em thấy nó khác khác một chút cứ bình thường đấy, thì riêng nó giá lệch thế. Còn có một số bác thì cứ mặc cả thì kèo mãi cho đến lúc cuối cùng thì khi em chốt hết đơn cho các bác. Đây những đơn này có nhiều bác nhé, có bác đặt 3 đặt 5 triệu, có những bác đặt một con này mà có bi lăng em giữ à, một con đồng hồ đây, đây là úp ly nhé, nó còn cái ly úp nữa, con này cao trên 30 cơ. Em đã nhận đơn hàng của bác nào em đặt cọc thì em trả hàng cho bà hàng cho bác đấy, bác yên tâm. Có nhiều bác mới bắt đầu sau mới biết giá đấy, mới biết hớ, biết giá biết hớ thì bắt đầu mới giả thêm cho em tiền để cho anh một con. Mà giờ bác đi bác kiểm bác đi bác so sánh ở chỗ khác rồi bác cứ mặc cả mãi em chả mặc cả được, xong đến lúc bác đi so sánh bác mới thấy bác bị hớ, bác lệch ra. À chết, bên này con nữa nhá, có một con Senko nữa, con Senko đây, con này vàng ươm luôn, được chưa, con Senko này vàng ươm nhé. Đây bác nhìn cái độ vàng chưa chưa lau dọn gì đâu, con này đồng hồ vàng ươm nhé. Đây phải quay chiều này nó mới ra vàng màu vàng chứ cứ quay ra ngoài kia con này vàng lắm ạ. Bây giờ làm thế nào để cho nó bác nhìn được rõ cái màu vàng của nó như đây, màu vàng thật của nó như chỗ này các bác nhé, chứ không phải trắng trắng này đâu, nó do cái ánh đèn nó phản đấy, nó phản ánh sáng từ ngoài vào đấy. Để ngu để em che lại, em che ánh sáng lại thì may nó mới ra được thật, nó bị phản ánh sáng ạ, nó bị phản lại, đèn màu nó vàng lắm, nó vàng hơn này nhiều. Để lấy một cái điểm nào vàng để cho các bác biết là nó vàng như thế nào được nhỉ, không phải nó bị phản ánh sáng đấy ạ, nó bị phản ánh sáng thì các bác không phát hiện nổi, không biết là nó vàng như nào, còn không thì nghiêng cái màu đỏ nó lại vào mất. Nó rất là khó, nó vàng rất là đều chứ nó không nhôm nhoam, nhưng mà tại sao cứ vào cái máy điện thoại này đấy tự nhiên nó kiểu thế, nó vàng đều lắm ạ, nó không bị nhôm nhoam, không bị chỗ trắng chỗ vàng đâu, mà nó vàng đều tất, nó không chỗ nào như chỗ nào nó đều 100%, nhưng tại sao khi vào cái máy điện thoại thì ánh sáng nó vào đây này nó cứ phản lại, thành ra khó. Thế để em giữ lại một cái điểm nào đó để em thấy cái độ vàng nó đúng đúng như cái đồng hồ thì em sẽ báo cho bác để cho nó dễ, chứ không các bác tự nhiên lại nhìn mà nó nhôm nhoam, nó vàng hơn cái điểm giữa này nhiều, vàng hơn cái chỗ này, nó vàng hơn, nó vàng đều hết chứ không bị trắng đen đâu, do cái máy điện thoại nó khó lắm, khó chỉnh, không biết kiểu nào được. Em đẩy ra hay kiểu nào cho nó dễ hơn cho bác được, nó cũng khó lắm đấy. Con này con Senko nặng lắm ạ, chứ rồi cũng cứ mờ hết cái mắt này, em lau cái mắt đi đấy nhé. Nó vàng ươm của nó mạ, con này em cảm giác nó mạ đồng sáng hoặc là vàng tây gì đấy, nó đều hết chứ nó không bị bạc nhé, không bị trắng bị bạc đâu. Và điện thoại là thế đấy ạ. Em sẽ quay cho các bác mở một điểm nào đó nó khác. Đây đây như này này, có nhìn không? Nó đậm đều hết cơ, nó đậm đều hết cơ đấy, chứ nó không bị trắng nhợt nhợt này, nó đậm hết như này đều hết đấy. Còn đây là những chiếc đồng hồ bi lăng, gọi là bi lăng cho các bác nhé. Em quay con nào như con nào để trả hàng cho các bác luôn, vàng ươm đấy. Một số bác thông cảm nhé, một khi các bác đã không, em Tuấn bán giá công khai thì có lẽ ra là các bác phải đi tìm hiểu, các bác mặc cả, nhưng các bác lại mặc cả em xong giờ bác thấy rẻ hơn, bác muốn giả thêm tiền để phá giá để giả hai bác em không, nên là kể cả bác có giá cao hơn thì cũng không bán nữa nhé. Những hàng này em đủ giả cho khách rồi, không bán, không có hàng để bán. Đây phải ngồi này, này đây này, đây mới là đúng màu vàng ươm của nó này, nó vàng ươm cơ, nó vàng mạ vàng 24K mà bác. Đấy thì đối với cái quy trình hoạt động của con này thì bắt buộc mình phải đánh thăng bằng phẳng nhé, thăng bằng thật phẳng, và mỗi một lần nó hết một vòng này thì nó sẽ đảo. Đây, từ 24 tí nó xuống 12 luôn này, coi nhìn này, nó chuẩn bị đảo này đấy, 12 là con này đấy. À, con này là chỉ thứ này, 2, 3, 4, thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, 6, 7, chủ nhật này. Con này là chỉ ngày và đêm này. Đây như thế này là đang chỉ ban ngày này, mặt trời này. Còn như thế này là chỉ ban đêm, mặt trăng này. Đấy, nếu bác chỉnh nhá. Đây, mặt trời và mặt trăng, nó hiện thị. Còn đây là giờ này. Đấy, chỉ như này là 3 giờ này. Bao nhiêu giờ này? 3 giờ 50 hay 3 giờ 55 chẳng hạn. Đấy, ở đây thì các bác cứ tham khảo.
em. Vừa rồi em giới thiệu cho bác, còn đây tất cả cái những cái nắp này em không muốn mở ra nữa, bởi vì là nó là kính trong nên chẳng này về các bác bóc sau để cho nó tránh bị vỡ kính. Tránh bị vỡ kính ạ. Này, tất cả những khung kính ngoài vàng ươm luôn, đã có clip quay rồi. Đấy. Em chào các bác.